Vâng, hiện tại thì chúng tôi ghi nhận là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Huỳnh Sâm đã bán được tiếp tục và có khách hàng đặt mua một ký sâm. Và sau đây chúng ta sẽ cùng xem cái buổi livestream trực tiếp của chị Huỳnh nhé. Huỳnh Sâm chào cả nhà nè. Trong quá trình hồi sáng vừa bán sâm online thì khách đã chốt một ký sâm tám củ tại cửa hàng của mình. Thì bây giờ là mình gói sâm để mà gửi đi cho khách. Cả nhà mình cứ tin tưởng, tại vì khi mà gửi đi thì phiên chợ đã xác nhận cái giá tại phiên chợ này rồi, là mình bỏ vào trong cái hộp này thì mình kích lại và gói đi, nên không có lo ngại gì vì mà trong quá trình gửi đi hay là lan tăng về xăm giả hay xăm như thế nào hết, là tại phiên chợ đã có tổ kiểm định và là có tổ kiểm định đã trực tiếp kiểm định cái ký hàng tấm cũ này. Và mời chị cứ tiếp tục làm việc nhé. Rồi ký này là một ký sâm 8 củ một ký rồi, thì cái này là mình bán bao nhiêu vậy chị? À, cái 8 củ ký này là mình bán với giá là 240 triệu. Dạ, sâm này là 240 triệu một ký quý vị. Đó là 8 loại này là loại đặc biệt. 8 củ như thế này có thể được một ký. Củ sâm rất là to thôi quý vị, rất là to luôn rồi. Và cũng là duyên này, ngày đầu diễn ra phiên chợ bán online của tháng 9 này thì lúc sáng đến giờ thì đã bán hết hàng rồi, và bây giờ là bà con vừa đem xuống luôn, vừa đem xuống là có khách đặt khách chốt luôn, nên thật là may mắn. Giờ là mùa xong đã hết sạch. Dạ vâng. Giờ có nhu cầu đặt thì vài hôm nữa là mình sẽ gộp nha. Dạ vâng. Thưa quý vị, thì hiện tại như chị Huỳnh đã nói thì hiện tại tất các sản phẩm tại phiên chợ sâm năm nay đã được các cái ban ngành cũng như là những người trồng sâm lâu năm thẩm định và đánh giá, và các sản phẩm này tất cả đều đã được xác nhận trước khi mà bàn giao cho khách hàng nha mọi người, nên mọi người cứ yên tâm về chất lượng cũng như là sản phẩm của đợt sâm lần này. Lá này để giữ tươi sâm hay gì? Để giữ cho sâm nó sẽ tươi, nó không có bị khô và héo đi, thì về nhà nó còn xinh như vậy. Dạ vâng. Thì mình sẽ đóng kèm cái giấy xác nhận này vào cho gửi cho khách hàng. Đúng rồi. Cái này mình sẽ bảo vô bao nhiêu lông? Dạ vâng. Dạ vâng, nếu như mọi người có nhu cầu cũng như tìm hiểu về sâm thì vui lòng liên hệ đến công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Huỳnh Sâm theo số điện thoại là 0983 413 770 mọi người nhé. Ngoài sâm tươi ra thì hiện tại công ty Huỳnh Sâm còn trưng bày rất là nhiều sản phẩm, trong đó có rượu sâm cũ, bông sâm, lá sâm, sâm ngâm mật, rất là nhiều sản phẩm được trưng bày ở đây. Mọi người có thể liên hệ theo số điện thoại 0983 413 770 để được đặt hàng mọi người nhé. Chúc mừng chị Huỳnh nha. Rồi, ok, mình cảm ơn. Đây là giấy xác nhận đó hả? Bỏ vô đây này luôn. Gửi đi. Dạ. Và chắc chắn là khách hàng bây giờ cũng đang theo dõi cái gói sâm này, nên anh cũng yên tâm nha. Chuyên nghiệp. Lên cái tiếng chuyên nghiệp. Còn hỏi ra không? Sản phẩm sâm tại phiên chợ lần này sẽ được trao tận tay khách hàng, nên mình chuyển qua hình thức nào vậy chị? Mình chuyển cái này là mình thì mình cho xe đi. Dạ vâng. Mình xe đi trực tiếp cho. Có băng keo đâu con? Băng keo sẵn không? Dạ vâng. Thưa quý vị, sau khi mà khách hàng đặt hàng thì hiện tại thì các công ty doanh nghiệp tại phiên chợ sẽ đóng gói cái sản phẩm như thế này. Rất là chu đáo thưa quý vị, nên quý vị cứ yên tâm nha. Sau khi nhận hàng thì mọi người có thể kiểm tra sản phẩm cũng như là các cái đơn xác nhận được đính kèm theo để yên tâm về chất lượng cũng như là sản phẩm ngày hôm nay mọi người nha. Chúc mừng chị Quỳnh lần nữa nha. Rồi, ok nha. Mọi người liên hệ mua sâm thì có thể liên hệ tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Huỳnh Sâm theo số điện thoại là 0983 413 770. Phiên chợ sẽ tiếp tục
từ ngày hôm nay cho đến kết thúc vào ngày 3 tháng 9 năm, tức là ngày 1 đó nha mọi người.